đi, con sẽ đập nát cái la này luôn cho rồi. Thôi, bà đứng ra, bà làm cái gì vậy? Đi mà. Bỏ đi. Nói mà bà không nghe à. Bà làm như vậy là không có được. Là trúng kế của họ đó. Họ có quyền thương mình, phá hoại tài sản nhà họ. Tại vì cái loa còn nằm bên đất nhà họ mà. Dì Xuyến đã báo dân phòng rồi. Bữa nay á, canh lúc không có dân phòng tụi nó mới làm vậy thôi. Dì xin lỗi tụi con nha. Hay là tụi con tìm chỗ khác tụi con dọn đi đi. Rồi dì gửi tiền nhà lại cho tụi con nha. Dạ thôi đi dì. Dạ thôi dì ơi, tụi con ở quán sốt hả? Để vài ngày nữa coi làm sao. Dì đừng có lo. Dì đừng có lo cho tụi con. Khi nào tụi con muốn dọn đi thì nói với dì. Đừng có ngại nha con. Dạ. Dạ. Ê, anh đâu kìa bà. Ủa, anh đâu? Anh đâu mới tới? Ai mà mới nhặt lung sùm vậy? Anh. Dạ, con chào chị. Anh được nghỉ phép một ngày, cho nên tranh thủ lên đi thăm Phương. Chị, bộ nhà có chuyện gì hả? Cái tụi hôm trước á, tối nào á, nó cũng qua phá phách, rồi nó chọi đồ dơ trong nhà của dì đây nè. Đã vậy á, ba má nó còn ngang ngược, mở nhạc suốt ngày suốt đêm luôn á anh. Chắc là tại vì dì không chịu bán nhà cho nên họ mới làm như vậy chứ gì. Ai cho mấy người rút sợi dây điện của tôi? Chị Hạnh à, thằng Đạt con chị á, nó quậy phá nhà tôi. Chị không rầy la nó mà chị còn mở nhạc sùm nữa là sao? Tôi thích thì tôi mở, liên quan gì tới nhà của bà? Dì là người lớn mà nói vậy nghe được á hả? Nguyên đêm hôm qua cả phòng trọ con không ai ngủ được luôn á. Không ở được á thì dọn đi đi. Ai bắt mấy người bám trụ ở đây để làm cái gì? Chị làm gì là muốn tôi bán nhà cho công ty kia đúng không? Nguyên cái khu này ai cũng bán hết, có một mình bà là không chịu bán thôi à. Phải bà chặn đường phát tài của người ta không? Làm như vậy với bà là nhẹ đó, tụi này sẽ làm dài dài, coi bà chịu đựng được bao lâu nè. Dì ơi, dì Xuyến cũng có nỗi khổ riêng mà dì. Dễ phải chờ con của mình về nữa. Dì với mọi người làm ơn đi, thông cảm cho dì Xuyến một chút đi. Cái thằng Tý á, bỏ nhà đi là do bả đó. Bả nhu nhược, để cho thằng cha dượng đánh đập thằng nhỏ quá trời luôn. Nó chịu không nổi cho nên mới bỏ nhà đi. Ngày xưa có thương yêu gì nó đâu, giờ mày đặt chờ với đợi. Bả không đáng để cho mấy người binh bả đâu. Thôi dì đừng có buồn như vậy. Có thiệt gì không dì Xuyến? Ly, trời ơi. Mày Ly nè, mày. Anh ơi, tha cho con đi anh. Tội nghiệp nó còn nhỏ, từ từ dạy lời anh ơi. Dạy cái gì? Bà im miệng lại đi. Lộn xộn, tôi tống cổ hai mẹ con ra ngoài đường, chết đói bây giờ. Đừng. Tội nghiệp nó lắm anh ơi. Lộn xộn hả, bà tránh ra. Đừng đánh nó nữa mà. Bình nè, Bình hả? Bình cái gì? Mày ra đây. Mày đâu mày? Đồ khốn nạn. Mày đừng. Đừng mà anh ơi. Bà muốn tôi ra. Đi đi con, đi đi. Chạy đi. Mày. Chị Hạnh, chị có thấy tí con tôi chạy ngã nào không chị? Không, tôi mà như nó tôi cũng bỏ đi rồi. Chứ nó ở đây để chồng bà đánh chết nó thì sao? Tôi chưa thấy ai nhu nhược như bà. Dì à, nhưng dù sao á, dì với mọi người làm như vậy là quá đáng lắm. Tôi cứ làm đó, mấy người làm gì được tôi. Không chịu dọn đi á thì ráng chịu chung với bả đi. Người gì đâu mà ngang ngược à. Thôi kệ họ đi dì. Dì, dì đừng có khóc nữa. Con thấy họ không có dễ bỏ qua đâu. Hay là dì suy nghĩ lại đi dì. Còn về tí á, dì cứ để lại địa chỉ liên lạc. Khi nào mà tí nó trở về vẫn có thể tìm được chỗ ở mới của dì. Lúc tí đi nó còn nhỏ, nó
không nhớ địa chỉ nhà đâu. Lâu nay chị để nguyên cái nhà này không có xây mới. Chị hy vọng nếu nó lên Đà Lạt du lịch, nhìn cảnh cũ nó sẽ nhận ra. Chứ giờ họ mua lại họ phá hết, họ xây resort, sao không tí con gì nó nhận ra được.